Weibo gang. Yo, yeah. Mọi người sẽ bảo tao tự kỷ, nhưng họ đâu biết tao là ai. Tao có thể ở nhà cả tháng để xã hội tốt hơn một ngày. Không đi ăn chơi và hút chất, cũng không gây gú hay vào ba. Đừng tưởng rằng tao đây bị ngu, không ai biết tao là Weibo. Weibo thì sao hả? Tụi tao luôn cao cả, bị miệt thị nhưng tao vẫn không chấp. Tụi tao thích manga, tụi tao thích khám phá. Gái 2D là thứ tao mong gặp. Chả lẽ tụi tao sai, tao đố thằng nào cãi. Ai chả từng muốn mình có Doraemon, đừng có màu sân si để thứ khác không ký. Vì với bọn tao anime là chân lý. Hai tay, hai waifu, trong tao thật là ngầu đét. Con tim này chỉ có cái 2D và crush, còn lại đều xấu hết.